Xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay lại với kênh chứng khoán 247 Stop. Và em là Minh Tuấn sẽ cùng đồng hành với anh chị trong buổi nhận định thị trường ngày hôm nay, ngày 5 tháng 5. Và đưa ra cho anh chị kịch bản phiên ngày mai là ngày 6 tháng 5. Thì thị trường hôm nay tiếp tục là một phiên tăng điểm sau 4 phiên hồi phục ngày hôm qua. Và phiên tăng điểm này đã xóa được cái đà giảm của phiên ngày 26 tháng 4. Và thanh khoản lần này càng ngày càng cải thiện. Khi mà lúc đầu ở cái vùng này thanh khoản còn đang khá là yếu ớt, tâm lý nhà đầu tư còn đang khá thận trọng, thì sau kỳ nghỉ lễ thì thanh khoản bắt đầu được cải thiện và dòng tiền đã quay trở lại, dù cho nước ngoài hiện tại đang bán dòng khá là nhiều. Thì phiên giao dịch hôm nay thì có một lực chốt lời nhẹ, anh chị thấy là thân nến tạo một dấu nến bằng một nửa thân nến. Thì hôm nay là về cuối phiên thì đã có áp được chốt lời, và cuối phiên nay thì đang có sự kỳ vọng là Fubon sẽ quay trở lại mua giải ngân như các phiên trước, nhưng mà phiên nay thì Fubon lại không giải ngân nữa, và lần này thì tập trung vào mua một số cổ phiếu thôi, có không còn mua nhiều như các đoạn trước nữa. Thì phiên hôm nay là một phiên tăng hơn 14 điểm của thị trường với thanh khoản hơn 21.000 tỷ. Trong đó thì nước ngoài bán ròng hơn 700 tỷ. Tập trung vào Hòa Phát, VRE và CDG. Ở chiều ngược lại thì quay lại mua ròng VIBank, STB và Vietcombank. Thì VIBank thì là một cổ phiếu mà đợt trước nước ngoài bán ròng tương đối nhiều. Và bây giờ nó quay trở lại mua ròng rồi. Còn ở sàn HNX thì tập trung quay lại mua dòng các cổ phiếu dòng dầu khí, nên hôm nay chị thấy là các cổ phiếu dòng dầu khí có sự tích cực trở lại như BVS, không như cả dòng luôn. Nước ngoài mua dòng sàn HNX thì có BVS này, VCS và NTB, chiều còn lại bán dòng NVB, PEN và VND. Sau đây thì đến tự doanh, thì tự doanh hôm nay mua dòng hơn 25 tỷ. Thì tập trung mua dòng VIX, Hòa Phát, KBC và BHR. Thì phiên giao dịch hôm nay thì anh chị thấy điểm sáng là vẫn tiếp tục là dòng băng. Và tiếp theo đó là các cổ phiếu dòng dầu khí hồi phục trở lại khi mà giá dầu đã quay trở lại vùng đỉnh của vùng đỉnh 60-65 đô này. Thì hôm nay có dòng dầu khí và dòng ngân hàng là điểm sáng ngày hôm nay. Thì phiên hôm nay tuy đã xóa bỏ được cái đà giảm hôm trước, nhưng mà nó vẫn trong cái biên sideways như em đã đưa ra cho anh chị kịch bản trong cái phiên buổi nhận định thị trường đầu tuần vừa rồi, là nó khả năng tuần này thì thị trường vẫn sẽ đi ngang quanh cái biên 1.200 đến 1.260. Thì đến tuần thì em nghĩ là anh sẽ đóng quanh đâu đó vùng này. Đây, đã tạo có 4 tuần tích lũy rồi. Tuần này là tuần thứ 5. Thì khả năng nó sẽ biến động giống cái vùng 1.150 đến vùng 1.200 này. Thì VN-Index cũng đã có 5 tuần tích lũy sau đó với vượt đỉnh rất khoát. Thì đoạn này thì thấy là blue và dòng tiền vào VN-30 rất là nhiều, là sóng của blue. Thì nó bắt đầu từ cái sau cái phiên rũ bỏ này. Đây. Sau cái đoạn lên hay rũ bỏ về đây thì bắt đầu từ đây là bắt đầu là sóng của blue, khi những cái đoạn này là đoạn kéo của Vinhome này, VIX này. Tiếp theo đi đến đoạn này là Masan và một số cổ phiếu khác, và đến bây giờ luân phiên sang đến dòng banh và một số cổ phiếu bán lẻ như FPT, MWG, ABNG. Thì thị trường vẫn đang tiếp tục có sự luân phiên. Thì hôm nay có một điểm hơi tiêu cực một chút là cổ phiếu Penny đã quay trở lại trần hàng loạt. Nhưng mà một phiên thì nó chưa nói lên một điều gì quá nhiều. Thì anh chị nên theo dõi, nếu mà vài phiên tới mà các cổ phiếu Penny vẫn tiếp tục trần thì bắt đầu đáng lo ngại rồi.
Thế anh chị biết là thường cái sóng blue ấy thì đánh thường anh chị là một là sẽ ăn rất là lớn và rất dễ đánh. Tại vì anh chị cần kiên nhẫn mua cổ phiếu rồi sau đó nắm giữ thì đợi nó rồi nó sẽ đến lượt nó bật. Còn thường thì lợi nhuận của dòng cái sóng này thì thường em thấy là nếu anh chị kiên nhẫn thì lợi nhuận tương đối là cao. Còn khi mà vào cuối giai đoạn của cái sóng này thì thường thì sóng nào mà ăn được nhiều thì thường thì cái lúc mà nó phân phối ấy, mà tại thị trường tạo đỉnh thì thường nó cũng sẽ làm anh chị bay tài khoản rất nhiều. Nên đoạn này nếu anh chị nào mua thì giải ngân thì mình nên chia chia ra chứ đừng nên mua hết vào một phiên thì nó sẽ rất rủi ro. Tại thị trường cũng tăng một đoạn rồi, nhiều cổ phiếu với hôm nay cũng có một điểm điểm hơi em đánh giá hơi xấu là vì nhiều cổ phiếu nó bật rồi thì không biết ngày mai liệu có còn cổ phiếu nào bật để kéo thị trường lên tiếp không, hay là nó sẽ tạo một phiên điều chỉnh hoặc là đi ngang tiếp đây và đóng đến tuần ở quanh cái vùng 1230 đến 1260. Hiện tại thì 1260 vẫn đang là kháng cự. Khi mà thị trường vừa vượt qua vùng này ngay lập tức có lực chốt lời bán quay trở lại. Đây là những phiên của hai phiên này đây, hàng phiên này của phiên này về thì nó hấp thụ khá tốt và lên, nhưng mà lên vùng kháng cự thì có áp lực chốt lời trở lại. Và hôm nay thì VN30 cũng tạo một cây nến, nhưng mà đây nếu mà anh chị nào học phân tích kỹ thuật thì biết đây là nến này mở ben này, mở ben tăng của chỉ số thì anh chị thường những khi mà thị trường còn đang lưỡng lự bắt đầu mở ben này thì nó sẽ tạo những cây nến này, sau đó là thể hiện một đà tăng mới rất là mạnh. Thì đoạn này có thể là nó sẽ tạo một đà tăng mạnh như này thì nó đoạn rồi thì phiên hôm nay thì nhiều cổ phiếu bật rồi, ở hai ba phiên trước là thép này, phiên này thì hai phiên này là banh này, thì sắp tới thì có thể để tí nữa thì đi sâu vào phân tích từng dòng cổ phiếu thì em có thể nói là ngày mai nếu mà thị trường nếu tăng tiếp thì nó sẽ kéo đến cổ phiếu nào và dòng nào chi tiết hơn. Còn bây giờ thì chúng ta đi đến thị trường chung. Đầu tiên thì em với anh chị sẽ nhìn qua thế giới hiện tại đang vận động thế nào. Đây, để em bảo anh chị theo dõi. Thì hiện tại thì Dow Jones đang xanh nhẹ. Thì phiên hôm qua, đây này mặt trái Dow Jones, anh chị có thể theo dõi kỹ hơn, thấy rõ hơn cái sự vận động của thế giới hiện tại. Đây, phiên hôm qua này, khi mà Dow Jones đang vẫn đặt nền tích lũy này thì phiên hôm qua sau phiên tạo áp này qua về lớp áp và sau đó rút chân tạo một cây nến tăng. Hai anh mẹ thì em đánh giá hôm nay khả năng cao với cây nến này, và hôm nay là tạo một cây nến đang tăng nhẹ này, khả năng hôm nay Dow Jones dễ vượt địch, vượt khỏi cái mất khỏi hẳn cái vùng mà tích lũy này đâu đó giờ hơn 2 tuần rồi. Đây, đôi 4, 6, 10, 12. Thì đâu 3 tuần. Tuần này tuần thứ 3. Thì có thể hôm nay Dow Jones khả năng rất cao Dow Jones sẽ vượt đỉnh, thì ngày mai nếu mà nếu hôm nay Dow Jones vượt đỉnh thì ngày mai khả năng sẽ gây tích cực, sẽ giúp VN-Index tích cực vào đầu phiên. Tại vì thường thì Dow Jones sẽ ảnh hưởng VN-Index rơi đâu đó từ tầm đầu phiên rơi khoảng 45, cùng lắm đến 45 phút đầu, thường là vậy. Nếu anh chị là theo dõi thì thường thì Dow Jones sẽ ảnh hưởng sự hưng phấn và ảnh hưởng đến VN Index thường rơi tầm 45 phút đầu thôi. Hiện tại thế giới vẫn đang vận động tốt thì anh chị có thể khả năng hôm nay Dow Jones còn dễ vượt đỉnh cơ, nên anh chị cứ yên tâm. Nói chung là bây giờ thị trường thì chủ yếu là mình quan tâm đến mình đang nắm giữ cổ phiếu nào. Và
danh mục mình hiện tại như thế nào, chứ không nên quan tâm đến chỉ số quá nhiều. Vì đoạn này dòng tiền phân hóa mà, nên anh chị nên cẩn trọng. Thì bây giờ em cùng anh chị sẽ đi sâu hơn và phân tích từng dòng cổ phiếu một để mình có thể đưa ra kịch bản cũng như là đánh giá cho phiên ngày mai và các cổ phiếu mình nên, nếu anh chị em review từng cổ phiếu chi tiết một đại diện của từng dòng. Anh chị nào đang nắm giữ thì có thể canh các vùng chốt lời bán như nào để mình mai mình có thể đưa ra chiến lược trước. Thì mình nên chuẩn bị trước kịch bản cho một phiên giao dịch thì sẽ giúp anh chị giao dịch hiệu quả hơn, tránh bị tâm lý trong phiên. Tại vì thường nếu mà anh chị nào hay theo dõi bảng điện nhiều thì em thấy nó hay bị cuốn cuốn theo bảng điện, thì mình nhiều khi sẽ bị mua hưng phấn, hoặc chưa đến điểm bán mình đã bán rồi thì mình sẽ bị bán mất cổ phiếu mạnh. Thường thì sóng blue thì anh chị đừng nên để mất hàng, tại vì một khi mất hàng thì cổ phiếu tăng tốc rất là mạnh. Ví dụ như em lấy đơn cử, như ví dụ về đầu tiên mình sẽ đến Vietcombank, thì sẽ đơn cử là Vietcombank đoạn vừa rồi nhé. Đây cái phiên phiên bật mà không thành công, nó tạo một cái cây nến này. Ví dụ anh chị nào mua đoạn nền này và thấy nó xuống cái giá này, anh chị đi, anh chị bán thì khả năng cao là mình mất hàng rồi. Sau một đoạn nó chạy từ đây, từ cái nền này lên đây là hơn 20% rồi. Đâu đó giờ tầm 22-23% rồi. Nếu anh chị bán cây này thì coi như là mình mất hàng rồi. Tại vì bà có bán cây này thì em nghĩ là rất khó anh chị nào có thể mua lại luôn cây này. Thường là như vậy. Cổ phiếu bật lại như gold này chưa chắc là anh chị là dám tham gia đâu. Còn hôm sau thì càng không tham gia được, tại vì tạo gap luôn, gap up như này. Đây, thực ra điểm mua này, điểm mua gap up thì gold lớn này. Và VBank lúc đấy thường điểm mua gap up nó sẽ là khi mà cổ phiếu bật vốn lớn và kèm theo một cái thông tin nào đó về lợi nhuận, hoặc thông tin nào đột biến để nó giúp cổ phiếu có thể bứt phá mạnh mẽ hơn. Ví dụ như VBank đoạn rồi là ra cái tin là bán FE đâu là 49%, rơi vào tầm hơn 1,4 tỷ, hơn 1,4 tỷ đô, thì đem lại lợi nhuận tương đối lớn cho VBank. Đấy. Thì VBank cũng là một cổ phiếu mạnh trong giai đoạn vừa rồi. Em cũng đã điểm cho anh chị và nhắc anh chị cái giai đoạn vùng nền này mình có thể tham gia được. Tại vì trong lúc đấy khi mà thị trường điều chỉnh rung lắc rất nhiều, nhưng VBank vẫn tạo một nền chặt chẽ, anh chị vô chặt chẽ liên tục, có nến test cung cầu, tạo thân nến rất là hẹp, gần như là không biến động. Thì em có điểm anh chị có thể tham gia được cổ phiếu này. Thì VBank anh chị nào có thì tiếp tục nắm giữ thôi. Thì đến vùng này là vùng tăng tốc rồi, nên là lên những cái vùng kháng cự như vùng tiếp theo là vùng 62 này, 64 thì mình mới bán dần chốt lời thôi. Còn nếu cổ phiếu giảm từ cái đỉnh này đến 8,5% thì mình bán 1/2, 8% thì mình bán hết. Nếu mà anh chị nào chiến lược hold hold dài thì mình nên như vậy, tránh để một khoảng lãi 20% rồi mà để thành hòa vốn hoặc là lỗ, thì em nghĩ là anh chị nên xem lại phương pháp của mình. Đấy là VBank. Tiếp theo một cổ phiếu tâm điểm ngày hôm nay cũng tăng đóng cửa gần trần, đó là HD Bank. HD Bank thì phiên này phiên thanh khoản cao nhất từ trước đến giờ, từ năm 2018 giờ, không chắc phải từ từ trước đến giờ luôn đấy. HD Bank hôm nay khớp lệnh kỷ lục hơn 17.000, hơn 17 triệu cổ phiếu, vượt đỉnh cách dứt khoát, cho thấy dòng tiền vào rất là mạnh mẽ. Thì hôm nay điểm mua HD Bank anh chị nào đương nhiên có thì có thể nắm giữ rồi. Phiên bật này HD Bank dễ thì phiên mai nó lại dùng Techcombank tạo một cây nến tăng nữa để duy trì đà tăng của nó tiến đến vùng lớn hơn 3, vùng 3x. Thì ngày mai anh chị có thể kiểm định. HD Bank mua mới thì rủi ro rồi, không phải mua mới nữa thôi. Đây, anh chị có đi tiếp tục nắm giữ thôi. Tiếp theo hôm nay vẫn là Techcombank.
đấy, một cổ phiếu vừa nhắc đến. Xong giai đoạn thị trường vừa rồi, Techcombank được đánh giá là một cổ phiếu khá ì khi mà thị trường nhiều cổ phiếu bank đã vượt đỉnh hoặc là bật rồi thì Techcombank lại đi ngang, sau đó điều chỉnh quay trở lại vùng nền này. Nhưng mà cái mà trong giai đoạn vừa rồi thị trường điều chỉnh mà Techcombank lại vẫn giữ được vùng nền này, sau đó có một phiên điểm mua đây, phiên này phiên điểm mua này, và ông đấy bị nước ngoài bán khá nhiều, sau đó tạo đến cụ đầu mà vẫn giữ được giá 41, thì em đánh giá phiên đấy sức mạnh của Techcombank tương đối tốt, dự dùng vào phiên hôm sau là phiên vượt đỉnh dứt khoát, điểm mua gia tăng, hoặc anh chị nào mua mới điểm này cũng được. Và hôm nay tạo một gap lên vốn lớn thì ngân hàng, thì tất cả hầu như các ngân hàng lớn thì đều báo lãi kỷ lục, nên là Techcombank khả năng sắp tới, và có một bơm hôm qua thì bơm ra một cái tin là JP Morgan định giá Techcombank rơi vào đó là giá 55, một mức giá khá là hấp dẫn. Trước đây thì em nhớ lúc đó là 45, và sau sau thì đã nâng lên, bây giờ mới ra hôm qua bơm cái tin là JP Morgan định giá ở Techcombank ở giá 55, thì đương nhiên target của Techcombank sắp tới vùng 48 và 5x thôi. Anh chị nào có thì canh các vùng đấy, mình có thể bắt đầu chốt lợi dần, hạ tỷ trọng. Thì Techcombank thì em có điểm cho anh chị khách hàng từ phiên này là điểm mua đầu tiên này, phiên này để mua gia tăng. Thì hôm nay hàng ngày mai phiên này về rồi thì lãi đâu đó phải rơi vào tầm 12% rồi, 10-12% rồi. Tiếp theo một cổ phiếu dòng banh nữa, hôm nay bật cũng vượt đỉnh, đó là MB Bank. À không, cuối phiên lại bị áp lực bán xuống đang tạo một nến nến cụt đầu bốn ngược, thì Techcombank ngày mai có thể khả năng là sẽ quay lại test nến này vùng 31.25 này, sau đó rút chân lên vượt đỉnh dứt khoát, đấy là kịch bản đẹp cho MB Bank. Còn nếu không thì MB Bank sẽ tạo một nến và đi ngang tiếp ở đây, tạo một vùng tích lũy đây xong vượt đỉnh được. Nói chung là MB hôm nay thì tạo một cái nến hơi xấu nên cần ngày mai một cái nến xác nhận nữa để xem là cổ phiếu này có giữ được đà tăng hay không, hay là lại quay lại test lại cái nền này, là nền dưới này. Các anh chị để theo dõi nhé. MB. Tiếp theo là ACB, một cổ phiếu mà em cũng đã phím tư vấn cho anh chị trong trong Zoom khách hàng, cũng như là anh chị là xem livestream của em ở những phiên này, phiên ngày 29 tháng 4, phiên đầu tuần, thì em cũng đã nói Techcombank ở ACB là vì ACB cái giai đoạn thị trường điều chỉnh thì có một nến rút chân này để sức mạnh hơn này, tiếp tục là một nến duy trì đà tăng hồi phục trở lại. Thì hôm nay thì ACB vượt đỉnh và sau đó bị áp lực chốt lời trở lại, quay lại đúng cái vùng đỉnh cũ này, thì ngày mai khả năng với vol như này là cũng là phiên hàng lớn về, thì ngày mai chị có thể theo dõi. Nếu mà nó một phiên bật nữa dứt khoát vượt đỉnh thì anh chị nào chấp nhận rủi ro thì mình có thể tham gia được ACB. Anh chị chấp nhận rủi ro tại vì điểm này là điểm mua muộn rồi, tại vì ví dụ em mua những điểm này thì nếu mai hàng về mà nó sức mạnh không tốt lắm thì em có thể bán bớt, cơ cấu có một số mã khác mạnh hơn. Banh thì có nữa là Vietcombank hôm nay cũng tăng nhẹ một phiên bật, nhưng mà thanh khoản thì chưa được chưa tiền chưa vào mạnh lắm nên là cần theo dõi thêm, đợi bứt hẳn qua vùng 104 này thì anh chị có thể cân nhắc mua thêm được, cân nhắc mua mới được. Target là 110, 115 đối với Vietcombank. Thì Vietcombank thì vẫn đang trong cái vùng xa quê rồi, nên là anh chị nào muốn mua mới thì nên hãy đợi nó bứt hẳn qua cái vùng này đã thì mình mới tham gia thì sẽ an toàn hơn.
Còn anh chị nào mua nền loại này thì có thể canh vùng này vượt thì mình gia tăng, còn không thì cứ giữ thôi. Và thủng thủng cái đường MA50 này, vùng 98 này thì mình nên bán đối với con bài. Tiếp theo nữa đó là LB, một cổ phiếu tương đối mạnh giai đoạn vừa rồi thì đang có xu hướng, nhưng qua nó là xu hướng tạo vùng tích lũy ở đây ít nhất là hết tuần này, thì sau đó bật thì sẽ đẹp hơn. Mai cũng là cái phiên phiên hàng lớn của phiên này về thì anh chị có thể test lại vùng này, có đi ngang tiếp. Còn nếu nó bật luôn thì anh chị có thể canh tham gia được nữa, bật luôn để kèm vol cơ, vol phải lớn hơn phiên này, ít nhất vol phải trên lớn hơn cái đường trung bình 10 phiên này thì mình mới tham gia được. LB thì cũng tích lũy đâu đó một tuần rồi, hơn một tuần, hết tuần này là 2 tuần, sang tuần thứ ba thì thường em nghĩ là nếu phiên này ngày mai khó bật lại, mai có khi là dễ tiếp tục tạo nền đấy, khả năng cao là sẽ tạo nền hơn, kịch bản cao đánh giá. CTG một cổ phiếu cũng bật lại và hôm nay tạo một cây nến khá giống MB, cây nến đang chưa thể hiện sức mạnh vượt đỉnh dứt khoát, hôm nay còn tạo gap nên là khả năng ngày mai dễ quay lại test cái vùng này, sau đó mới bật lại được. CTG thì mua mới thì không mua mới rồi, mà anh chỉ có tiếp tục nắm giữ thôi. Một cổ phiếu banh nữa đó là BID, BID vẫn đang hồi phục trở lại thôi. Cổ phiếu này thì vẫn trong cái biên này, biên sideways này, chưa có gì nổi bật cả. Cổ phiếu này nói chung là em nghĩ là tạm bỏ qua, không nên để tâm đoạn giai đoạn này, tại vì nó là cổ phiếu banh yếu. Tiếp theo một số cổ phiếu banh nhỏ khác như là An Bình này thì cũng đang tạo vùng tích lũy dễ, ngày mai điểm mua này thiếu một tí nữa, điểm này sẽ là điểm buy bot, thì ngày mai nếu nó bật lại anh chị có thể tham gia được đối với An Bình. Và An Bình thì sẽ phù hợp hơn với tài khoản size nhỏ hơn, anh chị là thế nào? Kiên Long Bank này, Nam Hà Bank, hầu như mô hình đang vận động khá giống nhau. VVB, Bảo Việt, Bảo Việt thì yếu hơn thì đang vận động ở vùng nền dưới, các cổ phiếu kia thì đang chỉnh lại từ sau cái đà tăng bán tích lũy này này. Thì cổ phiếu nhỏ thì anh chị nào thường thì sẽ dùng dành cho anh chị nào tài khoản size nhỏ hơn. Với đoạn này tiền đang vào dòng trụ VN30, VNBlue thì em khuyên anh chị nên nên chọn các cổ phiếu lớn hơn, còn cổ phiếu bé này thì đoạn này khả năng khó tăng mạnh bằng các cổ phiếu kia. Cổ phiếu bé này thì trừ khi vốn anh chị đủ để mua các cổ phiếu kia thì mình bắt buộc phải mua cổ phiếu này thôi, còn thật ra thì cổ phiếu kia thì dư địa tăng của nó vẫn tốt hơn. Tiếp theo nữa MSB này, các cổ phiếu bất động sản MSB này, OCB này cũng đang hồi phục trở lại thôi. Đây là các cổ phiếu dòng bay hôm nay cũng là sự hồi phục trở lại của các cổ phiếu dòng dầu khí. Dòng dầu khí thì giai đoạn vừa rồi phiên hôm qua cũng như phiên đầu tuần em có nói là nếu mà giá dầu hồi phục về quanh mốc 66 độ thì anh chị có thể canh chết đinh tê cộng các mã dầu khí, và em có nói là nhẹ nhất với dòng dầu khí là với giá dầu là BR, còn dòng dầu khí chỉ nên chết đinh tê cộng thôi. Vì sao? Vì cái kết quả kinh doanh của dòng dầu khí thể hiện giai đoạn vừa rồi tương đối là kém,
cả dòng luôn, trừ có BBT với gác thì đỡ hơn một chút, còn lại hầu như là kết quả kinh doanh đều kém. Chủ yếu nó tăng được nhờ cái sự hồi phục và tăng của giá dầu. Thì bây giờ em anh chị xem qua giá dầu hiện tại đang ở vùng nào, đã vượt được cái vùng đỉnh cũ chưa? Nếu vượt được thì có thể tiến đến các mốc xa hơn là vùng 70 đô. Đây, để em tắt bớt đi để nó loát nhanh lên. Mấy chị em chút, em bật cho chị xem nào. Đây, đang quay lại cái vùng đỉnh, đỉnh cũ này. Đấy. Khả năng nếu hôm nay là nếu vượt đỉnh dứt khoát vùng này thì khả năng giá dầu sẽ chinh phục các mốc cao hơn, đâu đó là vùng 70, 72 đến 75 đô. Đấy. Ở vùng tiếp theo của giá dầu, nếu vượt được nữa thì quay lại mốc 100 đô, nhưng mà thường giá dầu khí khi hồi phục cũng nghĩa tương đối mạnh, khá khó đoán đấy, có thể là sẽ lên đến ít nhất về vùng này, vùng vùng 70 đến 75 đô. Vì thường một sóng đầu cơ dầu khí chị thấy nó tăng rất là mạnh, thì đoạn rồi dầu khí giảm mạnh mà lúc mà nó hồi phục nó tăng lại sẽ rất là mạnh. Đấy. Thường một sóng của nó sẽ tăng rất là mạnh. Đây, giảm từ đỉnh này 130 đô đây về đây, nó sẽ tăng lại. Và những cái đoạn mà rơi đáy chữ V như thế này, lúc hồi phục lên cũng hồi phục rất là mạnh. Nên là dòng dầu khí thì anh chị nào nếu mà xem livestream của em hôm qua hoặc là đầu tuần thì không thể đã có vị thế tốt cho các cổ phiếu dòng dầu khí thôi. Nhất là các cổ phiếu như của BSR thì biên độ của Sanacom nó giờ là 15% cơ. Thì hôm nay có thể ngày mai là phiên hàng của anh chị về rồi. Thì mình đã có lợi nhuận khá thì mình có thể chốt lời rồi. Đối với anh chị là anh trên T cộng. Anh chị nào có thể cao hơn T5, T10 hoặc là sao hơn thì có thể kỳ vọng lên các mốc cao hơn về vùng đỉnh cũ này, bắt đầu chốt cơ. Tại vì dòng tiền mới vào thì khả năng nó sẽ hồi phục lên ít nhất cái vùng vùng nền này, vùng quanh 16.8, 17 này. Đối với BR, thì anh chị nào nếu ai mua thì đợi hàng về mình sẽ đi cập thôi mà. Hỏi BVC này, một cổ phiếu hôm nay trần này. BVS cũng vậy. Trần hồi phục trở lại. BVD. Hôm nay là sự hồi phục trở lại của dòng dầu khí. BVT. Cũng vẫn trần. BVT thì đấy chỉ là khi cổ phiếu mà có kết quả như tốt thì lúc nó hồi phục nó hồi phục nhanh hơn so với các cổ phiếu dòng B. Còn BR thì nó đoạn rồi nó mạnh hơn rồi thì nó nhạy giá dầu rồi thì không 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 nói, chỉ nói riêng dòng B thôi. B sàn mà kiểu up thì BVT sẽ xong hơn, nó hồi phục nó quay về nền này rồi. Còn BVD hay BVS vẫn còn xa nền một đoạn này đấy. Thì thường thì những cổ phiếu mạnh hơn thì khi mà nó về nền này xong nó vượt đỉnh sẽ vượt trước thì dư địa tăng nó sẽ mạnh hơn. Và cổ phiếu nó có kết quả kinh doanh tốt hơn thì đương nhiên thì dòng tiền nó phải yếu thích hơn rồi, tại vì một cổ phiếu ví dụ có nền tảng tốt thì đương nhiên là sức bật của nó sẽ tốt hơn những cổ phiếu mà nền tảng không tốt rồi. Ví dụ em đơn giản như thể lực ấy, một người quan trọng thể lực tốt thì sẽ sức bền sẽ cao tốt hơn và tăng tốc cũng sẽ mạnh hơn những người mà thể lực yếu. Thì dầu khí về tết đi cộng đấy nhá, tầm tầm điểm sáng hôm nay. Thì tiếp theo thì em cùng anh chị đến với dòng tiếp theo là dòng trụ. Dòng trụ này thì sẽ có một vài cổ phiếu anh chị có thể để ý ngày mai, nếu mà thị trường tăng tiếp thì khả năng các cổ phiếu này sẽ là cổ phiếu bật trở lại để
đưa thị trường chinh phục các mốc cao hơn, tiến đến vùng 1260, 1280 là vùng kháng cự tiếp theo của VN-Index. Thì chủ thì đầu tiên thì có Masan này. Đây, Masan thì sau này tích lũy này bật vượt đỉnh thì đang test lại, khả năng là tạo tạo nền hôm nay phiên bật trở lại, nhưng mà lại bị áp lực chốt về cuối phiên nên tạo một cái nền đang khá là xấu. Thì nếu mai thị trường tăng trở lại thì dễ, khả năng nhiều cổ phiếu, hầu như các cổ phiếu banh cũng tăng rồi, nhiều cổ phiếu cũng tăng tốc rồi, tổng thép cũng tăng rồi. Bây giờ bán lẻ thì FPT hay Thế Giới Di Động, BNG cũng đã tăng rồi, bây giờ chỉ còn họ nhà Vin và Masan. Thì Masan đang có xuống tích lũy đây, nếu mai bật lại có thể quay lại vùng 101, 102, 103. Kèm vol thì anh chị có thể tham gia được nhá. Còn vol bé này thì mình nếu mà bật mà vol bé này thì chưa vội. Vol bé này chỉ là sự hồi phục thôi, chưa xác nhận của xu hướng dòng tiền vào. Thế chỉ thấy thường dòng tiền vào những phiên này thì sau đó đã tăng nó mới mạnh được. Ví dụ bật mà vol nó không không mạnh, nó bật mà vol nó yếu thì nó không tin cậy, mình có thể tham gia được. Đây là anh chị có thể để ý ngày mai có Masan, nếu thị trường tăng tiếp thì Masan sẽ kéo, thế chị có thể để ý. Theo là Vinhome, Vinhome này cũng là một phiên bật cùng Masan nhưng cũng bị áp lực bán xuống, và xu hướng của Vinhome thì cũng đang ở đề này và đang kéo thêm một cái nền nữa, đang đi ngang đây, hấp thụ được cái những cái lượng hàng ở trên này bán xuống khi có được hồi phục lại. Thì nếu mai Vinhome bật lại đâu đó vùng 102 thì mình anh kèm kèm với vol thì anh chị có thể bắt đầu tham gia được, giải ngân thăm dò được, và khi nào nó vượt lại cái đỉnh này vùng 105 thì mình mua thêm. Đây Vinhome, tiếp theo nữa là VIX. VIX thì phiên này có thể là một phiên để mua, nó rút chân hồi phục trở lại, anh chị có thể mua ở đây được, thăm dò được đối với anh chị thích cổ phiếu này. Thì phiên này bật để thoát khỏi vùng tích lũy này nhưng mà không thành công. Thì ngày mai thì nếu thị trường tăng đương nhiên VIX sẽ tham gia rồi, tôi quay lại vùng 100, nếu vượt lại thì quay lại vùng 100, vượt vùng 136 là anh chị có thể bắt đầu tham gia rồi. 136 thì mình có thể tham gia được. Theo VRE, VRE thì yếu hơn nên là em không, kể cả mai bật thì em cũng không không quan tâm lắm, tại vì những cổ phiếu hoạt động yếu này thì nhịp hồi nó chỉ hồi tiếp cận mà mua thì nó hay rủi ro, nên là chị nên chọn các cổ phiếu tích lũy chặt chẽ là đỉnh hoặc thể xác định tốt trong giai đoạn vừa rồi như VIX, đâu đó như Masan hoặc Vinhome thì cũng đã vượt đỉnh rồi, đang quay trở lại. Một giai đoạn rồi thì khá là yếu và chưa vượt được đỉnh. Cái cổ dòng như FPT đấy, hôm nay bật xong rồi đó quay đầu đầu cửa là tham chiếu. Thì thường FPT cứ một phiên bật là những phiên sau đó anh chị đây chỉnh bật chỉnh bật xong chỉnh. FPT thường vốn nó như vậy rồi, nên FPT trừ cái giai đoạn này nó rơi mạnh, xong rồi lực hồi phục nó hồi mạnh, tăng rất mạnh. Thông thường thì FPT anh chị thấy từ trước đến giờ FPT cứ bật xong lại chỉnh xong lại bật. Thì thường các cổ phiếu dòng bán lẻ như FPT hay MWG thì hôm nay cũng là một phiên bật này, thì anh chị nếu mua thì nên cầm lâu, cầm lâu một chút, chứ còn mua để chết đinh tay cầm những cổ phiếu này không không ăn thua lắm. Đây MWG thì hôm qua em mua điểm anh chị, nếu hôm nay em bật lại thì anh chị có thể tham gia được, hôm nay vốn cũng tương lớn. Thì bật cua này thì bị áp lực chốt lời nhưng vẫn giữ giá này thì em thấy vẫn ok. Ngày mai
thì nếu nó bật lại thì anh chị có thể mua gia tăng được. Rồi mai tức là BNG đấy, thì các cổ phiếu dòng bán lẻ đều có xu hướng nó vậy, cứ bật xong rồi chỉnh lại, không bật tiếp, không chỉnh, kiểu nó tăng kiểu nó rất từ từ, không kiểu chưa tăng tốc. Nhưng mà thường nếu cổ phiếu bán lẻ một khi đã tăng tốc thì nó sẽ tăng rất là mạnh. Đây, đây một đoạn này từ 69 lên một phát lên 84 luôn, rồi vào đâu đó hơn hơn 15%, 20%, được 20%. Đấy. Đấy. Dòng trụ ngày mai nếu mà thị trường có thể tăng được tiếp thì anh chị để ý giúp em, đó là ba cổ phiếu cũng chiếm trọng số khá lớn trong rổ VN30 cũng như là thị trường chung, đó là Masan, đó là Vinhome, đó là VIX. Anh chị có thể quan tâm trong phiên ngày mai. Nếu mà thị trường tăng trở lại, xác suất cao ba cổ phiếu này sẽ kéo. Tại vì giai đoạn vừa rồi thép đã chạy tăng tốc mạnh rồi. Tiếp theo nữa là hai phiên vừa rồi đó là ngân hàng, thì hầu như các cổ phiếu đã luân phiên rồi. Nên là ngày mai anh chị có thể để thị trường nếu tăng tiếp thì anh chị có thể để ý ba cổ phiếu đấy. Còn nói chung là quan điểm mua an toàn được. Tiếp theo thì em anh chị sẽ đến với dòng hôm nay có sự hồi phục của cả dòng bất động sản nữa, trong đó có Hà Đô tăng trần hồi phục trở lại sau cái đà giảm mạnh này. Nói chung là cổ phiếu bất động sản thì đang hồi phục trở lại thôi, nên là em cũng không điểm để anh chị mua mới làm gì cả, ai thích thì bắt T cộng thôi. Phiên này cũng là phiên để mua T cộng thôi, chứ còn nhìn trả cổ phiếu rơi như này thì em cũng không quan tâm lắm. HDC, đất xanh thì vẫn thế, nhà Từ Liêm có sự hồi phục này, Đích. Nói chung hôm nay dòng bất động sản hồi phục khá tốt. Vecon này, HBC này, HBC xây dựng. Đấy, thì hầu như là đang có sự bất động sản khu công nghiệp thì cũng vậy, cũng có sự hồi phục lại. Đầu đó SSC này, Ita này, sự hồi phục lại của dòng bất động sản khu công nghiệp. KBC này, Long Hậu này. Đấy. Thì trong bất động sản khu công nghiệp thì chỉ có Long Hậu hiện tại đang rất mạnh tốt, còn bất động sản thì cổ phiếu siêu cổ vừa rồi đó là Novaland tăng rất mạnh. Tuy nhiên Novaland thì không thể mua mới rồi, nếu anh chị muốn mua mới thì phải đợi nó tích lũy lại, em nghĩ ít nhất là 1-2 tuần thì mới tham gia được. Đã tương đối lâu nên là cổ phiếu này tạm tạm bỏ qua. Mua mới lần này khá rủi ro, nó tăng từ nền này đây về đâu đó về hơn 40% rồi, ôi, sáu mấy rồi, gần 80, hơn 60% rồi. Nên là anh chị có thì cái canh cứ lên các mốc thì mình chốt lời dần tầm 1/4, 1/3 gì đấy, tùy tùy anh chị. Còn anh chị nào cứ là ví dụ mua nhưng vẫn thích kiểu hold để mình có thể nắm giữ dài hơn và được lợi nhuận lớn hơn thì mình có thể anh giảm từ đỉnh 5% thì mình có bán bớt cho em 1/2, giảm đến 8% thì mình bán hết để bảo toàn cái lợi nhuận của mình. Sản nó phát đạt thì cũng trong rổ VN50 thì có thể ngày mai nếu mà thị trường tốt thì anh chị có thể để ý thêm cho nó phát đạt nữa. Phát đạt thì đang xuống tạo nền ở đây thì khả năng thị trường mà bật thì phát đạt cũng
Các bạn thấy cổ phiếu này thì anh chỉ biết cũng là một cổ phiếu nên là bo cung ra là ban lãnh đạo cầm rất là nhiều, quỹ đất cũng lớn, lợi nhuận là quý vừa rồi khá là ok nên là khả năng cổ phiếu nó bật tiếp là rất là cao nên anh chị, xác suất cao nên anh chị có thể theo dõi. Vượt 74 là điểm mua mới, anh chị có thể lưu ý. Bất động sản có cả DH nữa thì sức mạnh khá tốt hơn rồi. Hôm qua vượt đỉnh cái đại, hôm nay phiên điều chỉnh nhẹ, chưa gì xấu cả. Anh chị nào có thì tiếp tục nắm giữ thôi, còn mua mới thì không thể tham gia được nữa rồi. Mua mới thì phải đợi thêm khá lâu giống Novaland. Tiếp theo thì em để anh chị đến với các cổ phiếu dòng chứng khoán. Thì chứng khoán thì đầu tiên phải nhắc đến VND, một cổ phiếu khá mạnh giai đoạn vừa rồi, phiên này phiên vượt đỉnh rất quan cả khối lượng. Thì VND em nhắc rất nhiều trong các video livestream lần trước rồi. VND thì cổ phiếu mạnh thế tích lũy nền đây dù thị trường điều chỉnh như nào. Thì đương nhiên là lúc thị trường tốt bật thì cổ phiếu này phải tăng rồi. Nên là em cũng đã điểm rất nhiều cho anh chị rồi. Nên là chúc mừng anh chị nào đã xem livestream của em và mua được cổ phiếu này nhé. Tiếp tục nắm giữ thôi, target vùng 40, 42. Trong mắt đổ về đây. Chứng khoán là SSI. Thì đang có sự hồi phục quay trở lại thôi. Bao giờ vượt, ít nhất phải vượt ở vùng 34.5 thì bắt đầu anh chị kênh quan tâm trở lại được. Ngày mai nếu mà một chứng khoán thì đang có sự hồi phục trở lại thì khả năng ngày mai hôm nay cũng là sự hồi phục của dòng chứng khoán. Đối với SSI này hôm mới thì anh chị phải đợi thêm nhé. ACM này cũng đang hồi phục đấy thôi. AGR thì hôm nay tím cũng đang hồi phục lại. CTS cũng vậy. FTS hầu như các cổ phiếu dòng chứng khoán nhỏ thì có FTS đang là thể sắc mặt tốt hơn này. FTS hôm nay phiên điểm mua này khá là đẹp, anh chị nào mua được FTS hôm nay thì tiếp tục nắm giữ nhé. Target trước mắt là đỉnh cũ vùng 20, tiếp theo là vùng 22 target của FTS. VCI hôm nay có sự hồi phục trở lại. VCI thì anh chị đợi vượt hẳn đỉnh thì mình tham gia. Phiên này phiên bật. Đây, đoạn này nó đang VCI vận động khá giống Techcombank đấy. Khi mà giai đoạn thị trường tăng thì nó không vào đỉnh, nó là điều chỉnh. Thị trường bật lại thì nó không bật lại thôi. Thì phiên điểm mua này, vùng này là điểm mua. Thì khả năng nếu mai VCI đẹp là giống Techcombank vượt luôn đỉnh. Luôn. Đây, đóng nến. Vượt luôn đỉnh. Mở band tạo đà tăng mới. Thì VCI ngày mai anh chị có thể chú ý nhá. Nếu vượt đỉnh thì mình phải tham gia cổ phiếu này rồi. Kèm vô nữa. VCI. Thì tí nữa cuối cái video này thì em sẽ điểm lại các cổ phiếu mà ngày mai anh chị có thể chú ý và tham gia được. Thì anh chị nhớ theo dõi đến cuối video để mình có thể nhận được các cổ phiếu. MBS, BVS, chứng khoán đang hồi phục trở lại rồi. Tiếp theo thì em cùng anh chị đến với một dòng nữa. Đó là dòng Việt May. Dòng Việt May thì coi là có view phiên hôm qua bật. Hôm nay chỉnh lại thì anh chị có thì tiếp tục nắm giữ thôi. Tiếp theo là anh chị một số anh chị thắc mắc với em là view tăng mà TCM lại đang là cổ phiếu rơi nền ngày hôm nay. Mà TCM thì kết quả kinh doanh tốt mà cũng cả sang cả mảng bất động sản nữa.
Thì em cũng một giải thích như này, vì sao TCM lại gãy nền từ giai đoạn này? Đấy, thì TCM từ cái vùng nền 25 này tăng lên đến 120 là giá cao nhất, rơi vào đâu đó gần hơn năm lần rồi. Và giai đoạn này thì giai đoạn dường như là anh chị nhà đầu tư cá nhân ít dám tham gia giai đoạn lắm, thường thì lái sẽ kiểm soát cung cầu loại này rất là nhiều, hầu như là cầm hết, nên là cái đoạn này tạo nền kéo lên dài này mà lại không bật được thì nó phải rũ thôi, quay về để anh chị nào có thấy mức chiết khấu tốt thì mình tham gia. Đấy, từ những cái đoạn nào nền dài mà đây kéo nền này mà không bật như thế này để mở đà tăng tiếp thì sau đó thì nó phải điều chỉnh ở lại để thu hút dòng tiền. DNG mai cũng đang hồi phục trở lại. STK là phiên bật nhưng mà không thành công, vốn bé thì dòng may thì có view là điểm sáng rồi mà SH nữa. Thì em đã đi review qua một số cái dòng cổ phiếu chính rồi, thì sau đây em sẽ điểm lại một số cổ phiếu mà anh chị có thể quan tâm trong phiên ngày mai. Thứ nhất là chủ yếu bây giờ mình sẽ quan tâm đến nhóm blue và trụ nhiều hơn, tại vì dòng tiền đang tập trung đây nhiều, anh chị không nên lan man quá sang nhiều dòng cổ phiếu khác, tại vì mình cứ theo dòng tiền lớn và những người khổng lồ thôi thì lợi nhuận thì sẽ cho anh chị nó tốt hơn là các cổ và an toàn hơn là các cổ phiếu không có dòng tiền vào. Thì ngày mai để ý cho nó là Masan, đầu tiên là Masan, nếu vượt lại vùng này, quay lại vùng một vượt vùng 102 bắt đầu có thể tham gia mới được. Nếu thị trường tăng tiếp thì có thể là Masan sẽ là cổ phiếu đưa chỉ số và thu hút dòng tiền kéo VN-Index lên các vùng mà kháng cự cao hơn, vùng 1260, 1280. Thứ hai là Vinhome. Đây. Tiếp theo nữa là VIX. Tiếp theo nữa là một cổ phiếu ở dòng chứng khoán là VCI. VCI, anh chị có để ý phiên ngày mai. Khả năng sẽ là một phiên giao dịch giống Techcombank đấy, anh chị nhớ để ý VCI nhé. Đấy, có bốn cổ phiếu đấy thì thêm nữa là Phát Đạt nữa đấy, có năm cổ phiếu đấy thì ngày mai anh chị có thể quan tâm nếu mà thị trường tăng tiếp và các cổ phiếu đạt điểm mua, như Phát Đạt là vượt vùng 74 thì mình có thể tham gia nhé. Vin Vinhome là vùng 102, VIX là vùng 136, đấy thì có VCI là vượt đỉnh đây, vùng 66, 65.5 nữa, 65.5 anh chị có thể tham gia rồi. Thì ngày mai anh chị để ý giúp em năm cổ phiếu đấy, thứ nhất là Masan, hai là Vinhome, ba là VIX, tư là BDR, thứ năm là VCI, năm cổ phiếu đó. Khả năng cao là ngày mai nếu thị trường tăng thì các cổ phiếu này sẽ tăng. Và hiện tại thì VN Index kháng cự đang vùng 1260. Vùng 1260 đây, ngày hôm nay bật lên bị áp lực và tiếp theo là vùng 1280 đang là kháng cự VN-Index hỗ trợ, hiện tại là vùng 1210 1220. Đấy, thì tuần này kịch bản em đưa rồi thì khả năng vẫn cao là sideways thôi, nên là anh chị cứ
tập trung vào chọn cổ phiếu thôi, mình cũng không quá lo lắng gì cả. Tin Covid thì cũng ra hết rồi, nên là cũng không còn gì để mình phải lo lắng nữa. Đôi khi Covid bây giờ còn là cơ hội để anh chị có thể mua được các cổ phiếu tốt, giá chiết khấu hoặc là... Thì anh chị nào có quan tâm cổ phiếu nào thì có thể comment bên dưới thì tí nữa em sẽ đáp. Thì tí nữa em sẽ giải quay lại giải đáp. Bây giờ thì em đến phần 2 của cái video này, đó là sẽ review qua về phái sinh. Thì bắt đầu từ tuần trước kỳ nghỉ lễ thì em có nói là từ giờ thì các video livestream của em thì sẽ có hai phần. Thứ nhất là nói qua review thị trường cơ sở, tiếp theo là đến thị trường phái sinh. Thì phái sinh hôm nay thì cũng có một phiên tăng và sau đó cũng gặp áp lực chốt lời. Để em bật cái bảng ra. Anh chị nào muốn xem phân tích kỹ thuật của phái sinh thì có thể lên trang bảng giá .mbs.com.vn để mình xem. Thứ hai là lên Finada để mình xem phái sinh. Thì hôm nay thì có sự chốt chốt hợp đồng phái sinh, thì nước ngoài đã giảm đâu đó hơn 1.300 vị thế sọt đang sọt dòng. Thì hiện tại theo thống kê của em thì phái sinh nước ngoài sọt dòng đâu đó hơn 1.000 2.000 hơn 2.000 đồng, thì đã có sự chốt lời bớt và Basic cũng đã có sự thu hẹp trở lại. Thì thấy được là tâm lý cẩn trọng của nhà đầu tư cũng vào sợ hãi kiểu lo lắng cái thị trường đã giảm bớt rồi. Thì trước anh chị thấy là Basic của phái sinh rơi đó 15 đến âm 20 điểm cơ, bây giờ thu gọn trở lại rồi xuống còn là 1 điểm, thì tâm lý nhà đầu tư bắt đầu có sự tin tưởng trở lại rồi, bắt đầu kỳ vọng hơn một thị trường có thể tăng lên các vùng cao hơn. Nhưng mà 10 điểm cũng là đang độ lệch lớn nên là anh chị cũng nên cẩn trọng. Thì sau phiên vượt đỉnh hôm qua thì phái sinh ở chat ngày chả ngày thì đã có sự một phiên tăng điểm tiếp để duy trì cái sự đà tăng. Và anh chị thấy dòng tiền đoạn này không những là vào cơ sở mà còn quay lại phái sinh đây. Giai đoạn này thị trường cơ sở bắt đầu khó khăn, anh chị có dòng tiền thì dòng tiền cũng vào phái sinh khá nhiều, cũng là một cơ hội cho anh chị khi mà thị trường xấu mình có thể dùng phái sinh để hedging cho tài khoản cơ sở của mình. Ví dụ anh chị mua ở những cái cây nến đây, ví dụ cây nến tăng như này đây, cây nến này, nhưng mình nhận ra là thị trường mình mua ví dụ đúng đỉnh phiên này, phiên ví dụ thị trường xác nhận tạm đỉnh chẳng hạn, thì anh chị có thể dùng đâu đó 10 đến 20% tài sản của mình để mình mua bán vị thế sọt để mình hedging cho cái phần mà mình đã mua. Thì mua đoạn này chẳng anh chị nào mua ni cả nên là sẽ có tiền để mình dùng để hedging. Tiếp theo khung thời gian thấp hơn là khung 1 giờ thì đang có cặp nến đảo chiều đây. Đây cần một cây nến xác nhận nữa thì phái sinh dễ sẽ quay lại test lại vùng hỗ trợ vùng 1.320, 1.300. Anh chị nên để ý ngày mai nếu mà phái sinh mà điều chỉnh tạo đỉnh ở vùng này trước thì khả năng cơ sở cũng sẽ phải đi theo đâu. Thì thường thì
Vệ sinh cơ sở đi theo vệ sinh, ít khi vệ sinh đi theo cơ sở. Theo chạc 15 phút. Chạc 15 phút thì đang có một dấu hiệu khá xấu là tạo phân kỳ. Phân kỳ âm đồ 3 đỉnh của đoá đai. Đây, ngay chỉ đây, ví dụ ở đây. Đến đây là một đỉnh. Đây. Đến đây. Đây, ba đỉnh đây. Kẻ từ đây. Đấy. Hôm nay thì sau khi điều chỉnh thì đã có tạo một cái nến và tạo đáy khá tin cậy. Nếu ngày mai máy sinh vượt qua cái đỉnh này thì đã coi như là phá được cái phân kỳ giảm điểm rồi, thì khả năng sẽ tiến đến các vùng mức cao hơn ở chạc 15 phút, có thể là vùng 1360, 1380. Ở chắc 1 giờ thì anh chị thấy nó hơi xấu đúng không? Tại vì đây có một một cây nến xóa luôn cái đà tăng này. Có một điểm tích cực hơn là thanh khoản hơn cây nến này thôi. Còn lại cái đà tăng này nó đang bị xóa bỏ mất. Đây, có thể là nếu tốt thì ngày mai nó sẽ tạo nền tích lũy đây. Sau đó cuối phiên sẽ tăng trở lại, quay lại những vùng bật lên những vùng cao hơn. Tại vì nến 15 phút đang đang có một nến tạo đáy rồi. Cần một cây nến bật trở lại ít nhất quay lại vùng 1345 để xóa cái cây nến giảm này. Thì tạo hình thành một đà tăng mới. Để xác nhận. Thì ngày mai đầu phiên thì anh chị theo dõi giúp em. Nếu mà phái sinh mà test test lại vùng này, vùng hỗ trợ này, vùng 1328, 1325 đấy, sau đó rút chân trở lại, test lại đáy một lần nữa, xong rút chân trở lại, thì anh chị mở luôn giúp em một vị thế long ở đây. Target về vùng này 1350, cao hơn nữa nếu vượt vùng đỉnh cũ này target lên rất xa đấy, ít nhất phải lên ít nhất thêm 20 điểm nữa, 1370. Anh chị theo dõi. Còn nếu ngày mai tạo một cây nến giảm thủng luôn vùng hỗ trợ này thì ít nhất phái sinh sẽ quay lại các vùng hỗ trợ thấp hơn là 1310, 1300. Đấy là hai kịch bản của phái sinh trong phiên ngày mai. Thế chị có thể theo dõi. Nói chung là nước ngoài và tâm lý cũng hiện tại nước ngoài đang bán dòng vị thế short thì đang hạ bớt rồi. Và bác cũng đang thu hẹp lại dần rồi nên là tâm lý cũng không còn quá lo lắng như hồi xưa nữa, nên là anh chị có thể trong phiên ngày mai có hai kịch bản đấy, anh chị để ý nhé, nếu anh chị nào giao dịch phái sinh. Còn anh chị nào đang muốn tìm hiểu về phái sinh mà chưa biết tìm hiểu từ đâu thì có thể kết bạn với em qua Zalo thì em có thể hướng dẫn anh chị từ đầu. Và cũng có Zoom tư vấn cho anh chị miễn phí và Zoom VIP đối với anh chị nào đang giao dịch. Thì em sẽ tư vấn trực tiếp trong phiên. Thì anh chị nào có thắc mắc gì thì cứ comment bên dưới thì em sẽ giải đáp. Còn anh chị nào mà thấy hữu ích thì có thể cho em xin một chia sẻ để lan tỏa cái video này đến nhiều nhiều anh chị hơn. Và cho em xin một subscribe với anh chị nào mới xem video của em, đến với kênh YouTube của em lần đầu tiên mà thấy hữu ích và thấy hiệu quả phù hợp với phương pháp đầu tư của anh chị, thì cho em xin một like, một subscribe và chia sẻ để mình có thể hỗ giúp đỡ được nhiều nhà đầu tư khác. Thì cũng đã muộn rồi thì em xin phép kết thúc video ở đây. Hẹn anh chị ở các video lần sau. Thì anh chị nào còn thắc mắc thì cứ comment bên dưới nhé. Em và các cộng sự sẽ hỗ trợ anh chị để giải đáp tất cả thắc mắc đấy trước phiên giao dịch ngày mai. Chúc anh chị ngủ ngon. Hẹn anh chị
vào các video lần sau.